Xin chào tất cả bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô con kiến phình. Bây giờ mình sẽ tô bạn nha. Bây giờ mình sẽ tô thân con ngựa các bạn nè. Thân của nà mạ các bạn nè. Và đây mình tôm xong đưa về nhé. Cảm ơn. Hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký, đúng không các bạn? Bây giờ mình sẽ tô phần đầu nè, mạ các bạn nè. Các bạn trong video này sẽ tiếp tục xuống vào anh chị em chú vợ gái và các sức khỏe. Bây giờ mình sẽ tô phần đầu con kiến các bạn nè. Xin chào tất cả các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình nhé. Video này mình sẽ tô màu sản phẩm cho các bạn xem. Sản phẩm này mình sẽ đặt tên là cổ ông quý khám nha. Thank you.
Các bạn như vậy là mình đã tô xong hàm mã. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn ơi, như vậy là mình đã tô màu xong con ngựa xinh. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và như vậy là con kiến sinh nhá, tôi mở xong. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.